Nhà đẹp, treo tranh đẹp, cùng theo chân họa sĩ tụi mình nha. Anh Sơn tại Hoàng Mai đã yêu thích và lựa chọn tranh của Lan Vu Gallery từ những năm 2020. Mỗi năm, anh chị đều ngóng chờ bộ sưu tập mới của chúng mình để mua một vài bức làm quà tặng và trang hoàng không xa tổ ấm. Hôm nay, thêm một bức tranh ấn tượng nữa đã được anh chị lựa chọn để treo ở phòng ăn. Tác phẩm Mùa hoa nở trong series mới nhất của họa sĩ Lân Vũ về chủ đề hoa súng đã khiến anh chị rất hài lòng. Còn đây là một tác phẩm khác của họa sĩ Lân Vũ về chủ đề hoa sen, được anh Sơn mua từ đầu năm 2021 cho không gian phòng khách. Khúc này là một trong những thứ họa sĩ chúng tôi rất yêu thích, được gặp lại đứa con tinh thần của mình sau nhiều năm, chăm sóc chúng để kéo dài tuổi thọ và giữ được vẻ đẹp lung linh như thuở ban đầu. Tại showroom của chúng tôi đang trưng bày hàng ngàn các tác phẩm đặc sắc, ghé thăm ngay trong tháng này để nhận ưu đãi lớn nhất nhân dịp sinh nhật 6 năm Gallery nha.